Bạn đang lo lắng trước tình trạng rau bẩn, rau kém chất lượng hiện nay? Bạn đang muốn tìm giải pháp trồng rau sạch tại nhà? Vậy thì hãy đến với giải pháp từ công ty Ăn Sạch Uống Sạch ngay hôm nay. Công ty Ăn Sạch Uống Sạch cung cấp trọn gói các dịch vụ từ tư vấn, khảo sát, thiết kế, thi công cho đến chăm sóc vườn rau trọn gói, đảm bảo cho quý khách hàng có đủ rau sạch sử dụng hàng ngày. Đến với chúng tôi, bạn sẽ không cần phải bận tâm lo nghĩ bởi các kỹ sư giàu kinh nghiệm cùng đội ngũ nhân viên đầy nhiệt huyết sẽ tư vấn và mang đến cho bạn những sản phẩm chất lượng, tiện ích, thẩm mỹ, dịch vụ bảo trì hậu mãi tận tình cùng hàng loạt ưu đãi bất ngờ dành cho những khách hàng đăng ký mới. Ăn Sạch Uống Sạch, kiến tạo khu vườn riêng cho gia đình của bạn. Truy cập ngay website ansachuongsach.vn hoặc liên hệ số điện thoại Zalo 0911594969 để được tư vấn tận tình. Trong cái video này thì chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị về những cái hình ảnh thực tế của cái cách người ta tận dụng cái khoảng lùi sau hay là cái sân sau của một cái nhà liên kết phố trong cái khu dân cư quy hoạch mới để người ta làm cái khu vệ sinh. Thì cũng như thường lệ, chúng tôi sẽ quay từ tổng thể cho đến chi tiết để quý vị có thể tham khảo một cách đầy đủ nhất. Đây là cái khu vực cái phòng vệ sinh, một cái khu tiểu nam và tắm, với bên phải là một cái khu đại tiện. Lát nữa chúng tôi sẽ quay chi tiết. Bên đây thì nó có hai cái phòng á, còn đây là cái xeno bằng bê tông cốt thép ở cuối cái sân á, tức là trong quá trình thi công cầu và tường rào sau cùng thì người ta thi công luôn cái xeno hứng nước. Bên trên đó, quý vị đang thấy là cái máy bạc, nó sẽ đổ nước vào cái xeno, sau đó từ cái xeno á nó sẽ có một cái ống dẫn nước xuống ở dưới cái nền sân, từ đó chảy vào phía thu và đi vào hố ga cũng như là vào cái hệ thống thoát nước của cái căn nhà. Đây là cái chậu lavabo, chậu rửa mặt và cái vòi lấy nước. Đây là cái khu nhà cầu, tức là khu có gắn bục cầu á. Đó, thì quý vị thấy để ý thì chỉ có xung quanh là có vách tường gạch, còn lại toàn bộ là cái vách ngăn kiến. Các cái vách ngăn kiến người ta có dán cái tranh, dán cái giấy dán kiến tranh 3D. Lát nữa chúng tôi sẽ quay gần. Đây là cái phòng người ta có gắn cái chậu tiểu nam và cái vòi sàn tắm. Cái nhà này thì cũng được xây khoảng 7 năm rồi, nhưng chúng tôi mới quanh lại để làm cái video, và người ta đang cho thuê để làm quán cà phê, cho nên là một số cái tiểu tiết chúng ta thấy nó hơi cũ, nhưng mà khi mà nó còn mới thì cũng khá là sang trọng. Đây là cái những cái phụ kiện liên quan đến cái vách ngăn bằng kiến, gồm có các cái thanh inox để đỡ các cái tấm kính, các cái bát inox để mà liên kết những cái tấm kính cố định vào tường xây. Cái cửa ở đây thì người ta dùng cửa trượt hay là cửa lùa. Thì nếu mà xét về mặt quy định trong xây dựng á, thì các cái bức tường xung quanh thì chúng ta được xây kiên cố, tức là có mám, có cọc, có dàn và có tường xây tô ốp gạch. Còn lại thì các cái vách ngăn ở đây là các cái tấm kiến cường lực dài 10 ly. Do là phòng vệ sinh cho nên người ta có dán cái giấy văng văng sọc sọc 3D để mà vừa là che không có thấy bên trong, vừa là trang trí luôn. Cái giấy này thì nó cũng có khá là nhiều cái mẫu, nhiều hoa văn đẹp, tùy theo chúng ta lựa chọn thôi. Ở đây là cái phụ kiện của cái cánh cửa lùa, cánh cửa trượt, nó bám vào cái thanh inox ở trên đầu các tấm kiến. Cái này thì cũng khá là thông dụng trên thị trường thôi, chúng ta có thể mua về làm, đặc biệt là các anh em thợ nhôm kiến thì là quá đơn giản rồi. Nên chúng tôi đang vận hành thử. Thì những cái vách ngăn kiến, cửa kiến như thế này á, thì chúng ta có thể gắn sau khi cái công trình hoàn thành thủ tục
giấy tờ hoàn công. Rồi sau này nếu chúng ta cần chuyển đổi công năng, chuyển đổi mục đích mua bán mà cần làm giấy tờ thì chúng ta cũng có thể tháo các cái tấm kính, các cái phụ kiện inox này chúng ta để một bên và hoàn thành cái thủ tục giấy tờ rồi thì chúng ta lại gắn vào lại được. Cho nên nó là cái cách lách luật dễ thương như thế này có thể được chấp nhận trong cái khoảng lùi sau, cái giếng trời phía sau hay là cái sân sau trong cái khu đất. Bên trên thì cái máy bạc cũng là một cái cấu kiện tạm thôi, chúng ta có thể tháo dỡ lắp dựng lại một cách đơn giản. Đồng thời là chúng ta có thể đóng mở khi mà điều kiện thời tiết nắng mưa mát râm để mà tạo cái không gian thông thoáng cho cái sân sau cũng như những cái khu vực cái phần phía sau ở trong cái căn nhà. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm đến kênh cũng như là quan tâm đến video này.